Chào mừng các bạn đã đến với channel của Bảo Ren. Đẹp trai, thanh lịch, vô địch khắp vũ trụ anh em. Thì ngày hôm nay như các bạn đã thấy thì mình có một cái rổ ở đây. Với lại mình chuẩn bị đồ nghề là Dũng Hy cầm theo một cái xẻng là rất là bự là các bạn. Và một chai nước ở đây các bạn, để chi các bạn. Thì các bạn thấy là cái khu vực này của anh em của tụi mình nè, nó không có giống như hôm qua là nó có đá với là hay là nghêu sáo phến. Nhưng mà các bạn ơi, Vũng Tàu của mình á là dường như là ở một tài nguyên thiên nhiên hải sản rất là nhiều luôn, cho nên là chỗ nào cũng là có ốc nha anh em nè. Các bạn nhìn nè, mặc dù ở đây nó không có ốc nhiều nhưng qua là các bạn xem nè, đấy nước nó tạt lên là các bạn sẽ thấy ốc liền nè, nhưng mà nước nó phải xuống không. Thì bây giờ thay vì mình tìm mấy cái con ở trên đây là anh em của tụi mình sẽ đào đất, mang theo cái đào đó, mang theo cái xẻng để anh em của tụi mình hôm nay đào nè. Ok, bây giờ tụi mình sẽ đào nha các bạn ơi. Đào sâu mới có nhân bảo. Đào sâu mới có. Cái mấy cái đống con cua sò đây nữa. Tạt nước thêm qua là cái đống này có gì không nha anh em. Ôi. Đây là anh em. Nè anh em ơi, nè. Ốc nè anh em thấy không? Nè. Ốc nè anh em, ui. Thôi. Cái có ốc gì các bạn? Ốc này ốc gì ta? À ốc len anh em ơi, ốc len với lại sò gì? Sò gì anh em? Ốc đen với lại con ốc hương. Ốc hương hả? Đó ốc hương hả? Có một cái lọ của cái con gì là anh em. Thử đào thử chứng ra nha. Rồi. Em nghi con còng á, thường mấy lỗ con còng á. Có cho rõ đi anh em ơi. Thử coi có gì trọng không. Ôi. Có này. Ê. Có nè các bạn. Có một con sò này sò gì anh Bèo? Con này sò gì ta? Nè các bạn. Nè con này còn nữa nè anh em nè, nhìn nào. Nhìn nè. Sò điệp, sò điệp. Nó còn bên trong còn két. Ơi. Nữa còn nè anh em. Ê. Còn nè. Còn nè, con đỏ luôn. Nè anh em. Trời ơi. Còn sống luôn. Sống rồi các bạn thấy không? Nó hơi tối quá nè. Cho anh em xem còn sống luôn anh em. Ok, vậy là anh em của tụi mình được hai con rồi anh em. Ok, mình đi đào tiếp nha. Móng tay nè Dũng. Móng tay hả? Móng tay nè. Móng tay nè các bạn. Nè. Cái móng tay nó nhồi lên trên luôn nè. Anh nghi đây là nguyên bản móng tay á. Đây nguyên bản móng tay á. Ép nguyên bản móng tay thì đó. Em nghi vậy luôn á. Ừ, có con đó là con mấy con dưới á. Đó các bạn. Đào đấy bảo. Nè. Đây, để nước thấy nó sổ vô. Đây. Đó các bạn. Nè, móng tay nè. Ôi. Còn dưới nữa kìa, thấy chưa? Còn dưới á, nè. Nè các bạn. Đâu? Nè, ôi, hai con. Ôi, ba con. Trời ơi. Bốn con. Thấy chưa? Nè, năm con. Quá. Nhiều các bạn ơi. Nhiều, có. Qua đây. Tuyệt vời. Còn. Được hết rồi. Hết rồi anh em ơi. Hết rồi. Wow, năm con móng tay luôn các bạn. Wow, nhiều khi còn dưới đây ấy. Đào tiếp bên thứ. Rồi hết rồi anh em, hai con gì đó. Giống kiểu như là cái hố này lúc trước người ta đào rồi sao á. Hay là nếu mà cái hố này mà người ta chưa đào á anh em. Là nó sẽ có. Ôi nước biển. Nước tràn lên luôn rồi. Ôi. Con móng tay. Nhờ. Ôi cái này nó. Không. Rồi hết rồi các bạn ơi. Hết rồi, có con anh em thôi, có con được anh em. Ok, đà đào lỗ khác đi. Biết có hay không? Ấy ấy, à không, à. Cái bộ. Ồ, trong này không có gì anh em. Thôi nè. Nè. Bây giờ là phải kiếm cái chỗ nào có mấy cái con nó nhô nhô lên đó. Ấy Dũng. Hả? Dũng nè, em coi. Ấy. Để nước xuống nè. Con gì đúng không? Con gì có râu này, con cua sao á, con cua. Cua hả? Râu cua. Ôi. Ui. Con này hơi bự nha. Cố lên. Xuống lên. Ôi. Dũng, tôm hùm sao, tôm hùm. Gì tôm hùm? Tôm hùm nè. Ui, đã chưa. Hình như con này nó mới chết sao á. Này mới chết à, này còn tươi mà, Anh bảo nha, cái này em nghĩ là hồi sáng á
hồi sáng người ta đi đánh bắt được biển về không, người ta rớt rồi quên luôn. Là rớt quá. Ừ. Chứ mấy con tôm hùm này nó ít khi trong bờ mà anh em. Mà nó chết rồi. Nó không chết thì nó bụng nó bị ghê lắm không anh em. Xem video thấy má bự ghê luôn. Nè. Bự ít nhỏ mà anh em. Được các bạn. Phải ha. À. Ui đã thiệt chứ. Đó. Ngày hôm nay hả anh em của tụi mình hả bắt được khá là ít con đó anh em ơi. Nhưng mà bù lại được con tôm hùm bà cố nè, đợt trước anh em của tụi mình lượm được quá trời ha. Về được nguyên rổ luôn. Em tưởng hôm nay được mấy con móng tay mấy con ốc chứ hôm nay được tôm hùm. Các bạn ơi, nguyên con tôm hùm luôn, này ngon rồi các bạn. Con tôm hùm này nếu mà bán ở ngoài, ê tôm hùm này tôm hùm gì? Tôm hùm bông sao á? Tôm hùm bông hả? Tôm bông nè. À tôm hùm bông nó mới đẹp vậy các bạn, chứ con tôm hùm bình thường nó xấu lắm. Con tôm hùm này nếu mà bán là 1,2 triệu anh em. 1,2 triệu một ký, mà con này chắc phải cả ký à. Cả ký luôn á. Ký hơn ký á anh em. Bữa trời luôn. Đây, bây giờ con tôm hùm này với là ngày hôm nay anh em của tôi mình bắt được một mớ móng tay. À đây mình bỏ ra mình cho các bạn xem sản phẩm ngày hôm nay của anh em mình nha. Đấy, ôi nước lên. Nước lên nó trôi. Đó nữa con móng tay âm nè. À móng tay đó các bạn. Con này con gì ta? Sò điệp. Sò gì ấy? Sò điệp chắc vậy. Đấy. À con tôm hùm bạc cổ luôn, tôm hùm chùm trong đây luôn anh em ơi. Ok các bạn. À, vậy vui rồi, hôm nay bắt được tôm hùm này vui các bạn ơi. Có video quay cho các bạn xem luôn nè. Đó, hay giờ mình không biết là hôm nay bắt được con gì đúng không? Hôm nay bắt được con tôm hùm quá ngon anh em. Đó. Mà mình mong là tại vì hồi lúc trước á mình cũng nghe là có mấy bạn Vũng Tàu kêu là bắt được mấy con tôm hùm rồi. Nên là hôm nay mình mới được là diện kiến mà mình bắt được con tôm hùm bạn. Mà anh tôm thì ok các bạn. Các bạn có để ý video ngày hôm nay của anh em của tụi mình khác không? Tại vì họ ngày hôm nay á anh em của tụi mình ra đây quay á không biết gặp sao gặp chuyện xui xẻo á, là cầm câu rồi các bạn xem ơi. À nó bị hư cái câu rò anh em ơi. Lượm được con tôm hùm mà hư cái câu rò 17 triệu của anh em mình. Buồn quá anh em. Đó bây giờ con tôm hùm nó bù cho cái câu rò này. Cho nên anh em của mình đang quay điện thoại. Nước nó trôi mất hết mấy con. Nước nó trôi mất mấy con luôn anh em ơi. Đó. Thì ok cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video này nha. Nếu mà các bạn thấy thích thì nhớ đăng ký và like và comment cho anh em của tụi mình. Yeah, subscribe và like nha. Nó đã luôn anh em. Được con này là bồi rồi đấy.